Bởi vì cái những cái bệnh, những cái về gọi là nguyên nhân và tác động về sức khỏe của bệnh động mạch vành cũng khá tương tự như cao huyết áp, nên chúng ta training cho khách hàng này cũng khá tương tự như cao huyết áp luôn, và có thể hai bệnh này sẽ đi kèm với nhau luôn, nó không có khác nhau là mấy. Nhưng mà đối với bệnh nhân mà có bệnh mạch vành này thì chúng ta có thể tập core được nè, tập core, nhưng mà lưu ý là tập, và cao huyết áp có thể cũng tập core được, nhưng mà sẽ tập ở những tư thế như là đứng hoặc là ngồi, hoặc là ví dụ như tập plank chẳng hạn thì nên tập ở trên cái ghế để nó, để cho cái đầu luôn cao hơn với phần chân, đừng có để bị dồn nén máu lên phần chân nhiều quá đó. Đây, và ở đây cũng đảm bảo là khách hàng có thể hít thở bình thường trong lúc tập. Ở đây họ không đề cao lắm cái việc gọi là facing core, tại vì tập luyện không có quá nặng, không tập luyện quá nặng nên cũng không đề cao lắm cái việc gọi là gồng core cho kỹ, nên chủ yếu là duy trì được hơi thở và tập luyện được là được, ok. Tại vì mục đích của họ là kiểm soát cái thói quen mới là chính, thay đổi thói quen, thay đổi cách ăn uống, rồi tập luyện để giúp giải phóng thêm calo để cho giảm cân đồ này kia nọ, để nó sẽ có lợi hơn về mặt bệnh lý. Cũng nên kết hợp tập luyện circuit training hoặc kiểu mà thân trên thân dưới kết hợp. Rồi, đó là một số ý các bạn có thể note lại về mấy cái bảng này, thì chúng ta đã biết cách sử dụng rồi. Tập luyện những nhóm cơ lớn, có thể chọn các máy tập cardio như là đạp xe hoặc đi bộ, hoặc là máy chèo xuồng 3 đến 5 lần tuần, 40 đến 85% maximal heart rate. Rồi có thể dùng test, tức là để kiểm tra được họ vẫn giữ được cái mức ở cardio ở mức độ dễ, tức là ví dụ họ đi bộ trên máy hoặc họ đạp xe, họ vẫn có thể nói chuyện với mình được, thì đó là ở stage 1. Họ không bị hụt hơi khi mà họ nói chuyện với mình, thì đó là ở trong ngưỡng an toàn cho đối tượng khách hàng này. Rồi cũng có khởi động cool down, tập luyện khoảng 20 đến 40 phút các bài test cũng như bình thường. Static hoặc là active stretch. Ok. Ở vị trí đứng nên thực hiện ở tư thế đứng, không nên nằm, đứng hoặc ngồi thôi. Rồi. Ở đây. Intent hop cũng không có nâng tạ nặng và thực hiện cái kỹ thuật Vasava. Tăng tiến từ từ chậm rãi, không có gấp rút với những cái đối tượng khách hàng có bệnh lý. Rồi. Ok. Đó là về động mạch vành. Động mạch vành cũng tương tự với cao huyết áp. Tiếp theo là về loãng xương. Bị loãng xương. Loãng xương là một cái việc mà ai rồi cũng sẽ trải qua. Tại vì khi mình lớn tuổi thì cái lượng xương mà nó sinh ra sẽ dần ít đi hơn so với cái lượng mà nó bị bào mòn, nó bị mất đi. Thì cái việc tập luyện, đặc biệt là tập luyện kháng lực á, nó giúp cho chúng ta trigger được cho cơ thể á, cái lý do tại sao nó phải tiếp tục duy trì cái mật độ xương. Còn nếu không thì theo nguyên tắc use it or lose it thì nó sẽ mất. Còn nếu chúng ta không xài một cái thứ gì đó trên người chúng ta, nó sẽ mất dần. Nên chúng ta tập luyện kháng lực, đặc biệt với người loãng xương á, thì sẽ giúp cải thiện cho vấn đề, tại vì đã đưa cho cơ thể cái tín hiệu là phải tăng thêm mật độ xương để kháng lại cái lực bên ngoài, thì lúc này sẽ cải thiện được vấn đề loãng xương. Và cần những cái thứ gì để cần lưu ý đối với đối tượng này để xem. Tên tiếng Anh. Mình có một cái link YouTube để xem về loãng xương. Để mình mở thử, nếu mà có lắc quá thì các bạn có thể, mình gửi này sau vào group các bạn xem sau. Còn nếu ok thì chúng ta sẽ xem trước ở đây luôn. Ở đây người ta dùng chữ remodeling và modeling. Các bạn coi nó có bị giật không? Ok không mọi người? Coi được không? Ok, coi được, nó hơi chậm thôi nhưng mà vẫn nhìn được. Ok. Đó thì giải phẫu xương đi sâu vào bên trong. Đó, ở đây bên trong tế bào xương của mình có những cái mạch máu là để cho cái việc nuôi xương của chúng ta.
tất cả mọi thứ trên người đều phải có mạch máu đi qua để nó cung cấp chất dinh dưỡng và lấy đi những cái chất thải đó. Thì bên cạnh cái việc hồi nãy cái màu đỏ là cái bào mòn, nó luôn đi bào mòn mình như vậy, nó đi ăn dần để lộ ra cái lớp phía trong thì gọi là osteoclast. Thì bên cạnh đó nó sẽ có một cái ngược lại là osteoblast, cái này là chữ B, cái kia là chữ C. Thì cái này là nôm na là cái việc bồi đắp lại cái xương đã bị mất. Thì khi lớn tuổi thì cái nào nhanh hơn cái nào thôi, cái đỏ sẽ dần nhanh lên, hoặc là nói đơn giản cái đỏ bình thường nhưng mà cái xanh nó chậm lại, cái xanh chậm lại nên không bù đắp đủ đó, thì chúng ta phải tạo nhu cầu cho cơ thể. Rồi đó, đây là cái cách mà cơ thể chúng ta đang bào mòn dần vào bên trong, lấy những cái xương cũ này kia đi, đem đi, nó đều là collagen. Đây resorb để đến đoạn dây thần kinh trong xương. À, chúng ta thường nghĩ xương là một cái khối rắn chắc nhưng thật ra bên trong nó còn cái dây thần kinh trong mô xương đó. Đó là cái mà chúng ta phải trigger được nó, mà tập luyện ví dụ như chạy bộ này kia nọ nó không. Đây đây là dây thần kinh trong xương nè, nó có tên là osteocyte. Dây thần kinh trong xương này khi chúng ta tập luyện kháng lực thì nó mới kích hoạt trigger được những cái thần kinh này truyền lên hệ thống thần kinh chủ, thì lúc này mới tăng cường cái việc gọi là modeling lên, xây dựng lên cái mô xương mình nhiều hơn. Còn nếu chúng ta chỉ chạy bộ hoặc là bơi lội hoặc là đạp xe đơn thuần á thì không có trigger được cái này. Nên nói lên cái việc gọi là các bạn bây giờ người lớn tuổi đi mà giờ có uống canxi bao nhiêu hoặc là uống vitamin D bao nhiêu mà không trigger được cái chuyện này á thì nó cũng đào thải hết à. Đôi khi nó còn bị dư rồi nó đi vô thành mạch máu này kia nọ, nó lại đi ra ngoài, nó là thành lãng phí cái việc mà mình sử dụng thêm thực phẩm bổ sung. Nên cái quan trọng phương Tây họ quan niệm á, thiếu cái gì thì đắp vô cái đó thì nạp cái đó, nhưng mà quan trọng là nạp vô là mình nghĩ là nó vô thôi chứ thật sự nó có vô được hay không, là cái quan trọng là do cái mình có trigger được cái chuyện này không nè, mình có trigger được cho nó có nhu cầu để nó hấp thu hay không. Đó tương tự như mọi vấn đề khác, như là để tăng được cơ bạn có ăn bao nhiêu protein đi nữa mà bạn không tập luyện nó cũng không trigger được việc đồng hóa cơ để xây dựng cơ đó. Hoặc là một số bạn nữ thì mình mới nói mấy bạn nữ có thể là gọi là uống collagen với cái hy vọng là nó đi vào da, nhưng nó có vào da hay không hay là nó vào xương hay là nó vào cơ chẳng hạn như vậy đó, cái đó không ai nói được, không ai nói biết được là cái chuyện là nó đi vô người mình rồi nó đi đâu không ai biết hết. Rồi đó là hình minh họa về cái quá trình bào mòn và xây dựng xương trong cơ thể. Thông thường nó liên quan cái việc bị loãng xương này có hai loại. Một loại 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 thứ nhất thường sẽ liên quan về vấn đề về tuổi tác. Tuổi tác là bị lão hóa xong rồi do sản xuất ra cái lượng estrogen này tăng dần cao hơn cái testosterone. Estrogen nhiều hơn testosterone cũng là một nguyên nhân gây loãng xương, nên nên phụ nữ sẽ bị loãng xương sớm hơn nam giới. Nhưng mà ở tuổi mà lớn hơn khi mà nam giới bị giảm nồng độ test xuống á, thì lúc này nam giới cũng loãng xương, lúc này nam giới lại tỷ lệ cao hơn phụ nữ. Còn thứ hai, một nguyên nhân nữa gây loãng xương là sử dụng một số loại thuốc có liên quan gây nên cái việc mà tái tạo xương nó bị ngăn cản, bị chậm. Hoặc là cái gì nữa đây, sử dụng quá đà việc rượu, chất có cồn, rồi hút thuốc cũng là một nguyên nhân, và một số bệnh lý khác. Và loãng xương này đều có ở cả nam và nữ, không có loại trừ ai hết. Đó, đi đâu cũng thấy hút thuốc hết. Rồi try to low. Cái việc của chúng ta làm ở đây á là chúng ta sẽ giúp cho cái quá trình lão hóa xương á nó chậm lại. Nó là chuyện sẽ xảy ra, không có tránh khỏi, nên chúng ta sẽ cố gắng chậm lại.
và hạn chế mức nhiều nhất có thể, chứ không có ngăn được, bằng cái việc tập luyện. Rồi, ở đây Resort, bằng cách tập luyện và ăn uống dinh dưỡng. Commonly affect female number. Osteoporosis, bệnh lý mà giảm đi mật độ xương cũng như tăng đi khoảng trống. À, đây là bệnh lý giống như là kiểu bị xương sót. Mình xem thử cái này lại. À, cái này là cái hồi nãy chuyện nhiều cái rồi. Reason, rồi việc bị loãng xương này á, nó ảnh hưởng đến vùng cổ nè, vùng cổ, à vùng đầu nói, vùng đầu nói của các xương như là phần hông á, phần xương chậu và phần cột sống. Và khi bị loãng xương, mình nghĩ là nó sẽ loãng loãng xương, nếu mà bị loãng xương nó sẽ loãng xương đều trên cơ thể, chứ nó không có lựa chỗ nào để mà nó bị loãng. Nhưng mà phần có thể thân dưới nó sẽ chậm hơn so với thân trên, tại vì thân dưới chịu áp lực nhiều hơn nên nó sẽ chậm hơn thân trên. Mà khi mà bị loãng thân, loãng xương ở cái phần cột sống á, gây những cái đau lưng đồ, thì nó sẽ giảm đi cái khả năng chúng ta kiểm soát phần core. Phần core sẽ bị, nên kiểu người lớn tuổi mà kiểu không biết về tập luyện này kia á, thì họ hay có xu hướng bị gù lại, bị đổ về phía trước nhiều. Rồi. Và dần sẽ cũng dẫn đến bị chấn thương và hoặc là bị gãy xương. Ở bên cạnh cái phần cột sống thì tổn thương ngay chỗ phần khớp hông cũng nguy hiểm, đặc biệt là đối với người nữ, người nữ và đặc biệt những người trên 50 tuổi, nữ trên 50 tuổi. Tại vì kết cấu xương chậu của nữ khác với nam giới, tại vì giờ họ phải sinh nở nên cái kiểu cấu trúc xương chậu của họ yếu hơn nên dễ bị tổn thương hơn. Đây, cái việc loãng xương này nó sẽ bắt đầu diễn ra nhiều, bắt đầu diễn ra nhiều sau khi chúng ta chạm được cái ngưỡng peak bone mass, tức là cái ngưỡng cao nhất của cái lứa tuổi của chúng ta, giống như là 20, 25, 25, 25, chắc khoảng từ 25, 30 cỡ đó, thì là cái giai đoạn mà gọi là xương chắc khỏe nhất rồi đó, ổn định nhất. Còn trước đó là quá trình hình thành nên nó lớn dần lớn dần lớn dần. Còn sau đó, sau 30 chẳng hạn, tùy theo mỗi người nó sớm hay muộn, mà cái quá trình xương nó yếu đi đến chậm hay mau do cái thói quen sống, do cái sinh hoạt chẳng hạn. Rồi ở đây để hạn chế, à đây đây là một số những cái yếu tố ảnh hưởng đến việc loãng xương, nãy cũng có nói rồi: ít hoạt động thể chất, hút thuốc, dùng rượu bia quá nhiều và ăn uống thiếu canxi, là dung nạp ít canxi. Thì đây là những cái nguyên nhân khả năng dẫn đến loãng xương bên cạnh cái tuổi tác. Thì để khắc phục, làm những cái ngược lại thì tăng hoạt động thể chất lên, đặc biệt là tập luyện kháng lực, rồi bỏ hút thuốc, hạn chế rượu bia và ăn dinh, rồi thức ăn giàu canxi thêm. À, đây đối với người tập luyện mà bị loãng xương á, nên tập với kết hợp với những cái dụng cụ để tăng thêm trọng lượng, tăng thêm khối lượng, ví dụ như mặc những cái áo gọi là tăng trọng lượng, trong ví dụ họ đi bộ, bình thường họ chỉ đi bộ thôi, bây giờ có thể áp thêm tạ lên người để tăng dần, mặc những cái áo giống như áo giáp vậy đó, bỏ thêm tạ vô để tăng cái sức chịu đựng cho xương, để tạo cái nhu cầu xây dựng lại cái bộ xương. Rồi ở đây walking, jogging, những hoạt động như này, nhảy hoặc là leo cầu thang hoặc là tập luyện với kháng lực. Ok, đó là một số điểm đối với người bị loãng xương. Low intensity, tập luyện cường độ thấp. Tập luyện cường độ thấp 40 đến 70% capacity 3 đến 5 lần một tuần. Rồi, load ở đây tối đa
Resistance training. Resistance tập luyện kháng lực được khuyến nghị để tạo nên mật độ, xây dựng lại mật độ xương, tăng mật độ xương. Tập luyện với cái 75% one rep max thì đã được chứng minh là cải thiện về mật độ xương cũng như đó. Tập circuit training cũng phù hợp đối với đối tượng này. Chúng ta thấy khi mà đối với những cái bệnh lý này thấy người ta hay nhắc đến tập luyện circuit training, tại vì nó có lợi ích là nó dựa trên những cái chuyển động cơ bản, nó dựa trên kháng lực và nó dựa trên cái gọi là cường độ tập của cái kiểu hình thức tập này, nên nó vừa có thể tập được với tạ, vừa có thể tập được cải thiện chuyển động và vừa có thể tập cải thiện được tim mạch cardio luôn. Rồi, đối với những người bị loãng xương nặng, này là đối với những người có thể gọi là hơi bị nghiêm trọng hơn thì nên nghiêm trọng về vấn đề loãng xương, có thể tập luyện ở những môi trường mà trọng lực thấp, ví dụ như đi bơi lội sẽ giảm áp lực lên để hạn chế những cái nguy cơ gãy xương chẳng hạn, nọ như hoặc là nứt vỡ xương hoặc là đạp xe. Rồi, không hút thuốc, nạp canxi, giảm uống rượu bia, on stress. Quan trọng ở đây là chúng ta hiểu nguyên lý của cái cơ chế mà hình thành và lão hóa của xương á, thì chúng ta sẽ hình dung được người này nên tập như thế nào. General adduction. Ok. Rồi. Đối với bệnh lý này mọi người có câu hỏi gì nữa không? Có thắc mắc gì về cái bệnh lý này không? Hạn chế Vassava cũng ở stage 1, có thể mang thêm tạ trong lúc tập. Quá trình để phục hồi cái mật độ xương á, thường phải kéo dài và phải đảm bảo họ thực hiện động tác đúng kỹ thuật, tại vì cái chuỗi Canadic chain á, khi bị loãng xương có thể họ sẽ phải bù trừ, phải thay đổi chuyển động để cho thực hiện được cái chuyển động cho nó phù hợp, nên mình phải đảm bảo họ phải thực hiện được chuyển động đúng kỹ thuật để nó phát triển đúng những phần mình muốn. Và cái quá trình này diễn ra khá lâu, mất khoảng ít nhất khoảng 6 tháng thì mới thấy được cái sự tiến bộ, cái sự cải thiện về mật độ xương. Rồi, mọi người có thắc mắc gì về cái bệnh lý này hay không? Hello Duyên. Cái việc mà dùng cái áo tả đó thì bệnh nhân có nên, mình có nên còn sâu là cho bệnh nhân tập thẳng luôn, hay là cho những người bệnh có bệnh này nè thì hay là phải hỏi bác sĩ trước? Tốt nhất là nên hỏi bác sĩ trước xong rồi tập. Đối với người mà ví dụ không có hỏi bác sĩ mà kiểu mình tăng tiến cũng tăng từ từ, tại vì áo tạ thì cơ bản nó chỉ là một cái áo, thì mình mặc cái áo lên trước rồi dần mình bỏ từng cục tạ vô, và mỗi cục tạ mình bỏ thêm như vậy sẽ cần thời gian để cơ thể thích nghi, ví dụ vài tuần hoặc vài tháng chẳng vậy, chẳng hạn như vậy. Thì để coi, giống như họ mang một cục tạ, họ đi 3 tuần, họ thấy giờ thấy nhẹ quá rồi, bắt đầu bỏ thêm dần vô cũng được. Tức là tăng tiến chậm thôi. Còn tốt nhất vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Cái áo tạ đó để tăng dần cái trọng lượng của cơ thể lên, để cho cái xương khớp của họ có cái nhu cầu để phát triển á. Thay vì tăng ký thì tăng tạ lên nè. Thay vì bây giờ mình mà tăng trọng lượng cơ thể của mình lên thì nó lại mang đến bệnh lý. Thì bây giờ với lại ví dụ lão hóa rồi, khi mà lớn tuổi bắt đầu sinh cơ ra yếu rồi, khả năng tạo cơ không nhiều nữa, thì cái việc đeo thêm tạ như vậy cũng là một cách để mình muốn add thêm, mình muốn bỏ thêm cái khối lượng lên cơ thể mà nó có lợi cho sức khỏe, kiểu như vậy. Cái ý tưởng người ta là vậy. Ok, very good. Rồi, tiếp theo là về sau cái xương thì tới vấn đề về khớp, viêm khớp. Viêm khớp là một hiện tượng viêm ảnh hưởng lên các khớp của cơ thể. Nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ gây giảm biên độ chuyển động. Nó sẽ gây viêm, nó sẽ gây khó chịu.
Để mình mở cái này xem. Mở hình ảnh về phim khớp. Đây, viêm khớp. Ở đây viêm khớp nè. Mất dần cái sụn và dẫn đến thoái hóa và gây viêm. Hình ảnh viêm khớp. Các bạn có để ý thường là nó sẽ bị viêm ở những nơi xa cơ thể không? Như là bàn tay, bàn chân rồi khớp gối nè. Những cái nơi này. Bàn tay, bàn chân, cổ tay, cổ chân này kia nọ. Đây là những nơi dễ bị viêm. Nơi dễ bị viêm. Tại vì sao những nơi này dễ bị viêm? Những vấn đề về khớp, tại sao những nơi này dễ bị viêm? Mà không phải là ví dụ như đốt sống cổ hay là cột sống chẳng hạn. Cột sống cũng có, nhưng mà những cái phổ biến là khớp gối, bàn tay, bàn chân, những cái chi xa cơ thể. Tại sao chỗ này nó lại viêm? Đây, những cái tác động của viêm khớp ảnh hưởng giới hạn chuyển động, giới hạn cái khả năng hoạt động của mình. Kiểu đứng ngồi rồi cũng khó chịu hơn, cầm nắm cũng khó chịu hơn. Nhất là ví dụ như vậy bị ở bàn tay chẳng hạn, nó sẽ giảm biên độ mà co của các ngón tay. Lúc này cầm nắm sẽ không được đủ form, đủ ROM nữa. Rồi giảm chất lượng cuộc sống. Bởi vì chúng ta đã không có thực hiện được những cái bình thường mình có thể làm được. Và chi phí chữa trị rất là cao. Chi phí chữa trị cao. Có hai dạng. Ở đây có hai dạng về phim khớp. Hai dạng phổ biến. Hai dạng phổ biến nhất. Thì đầu tiên là do giảm sụn. Mất đi cái lớp sụn của khớp. Mất đi lớp sụn của khớp và dần nó sẽ dẫn đến tình trạng viêm ở ngay cái vị trí đó. Thường sẽ phổ biến diễn ra ở bàn tay nè, đầu gối, có thể ở hông và cột sống. Rồi, cái đầu tiên tên là osteoarthritis. Đây. Thì osteoarthritis này, cái lớp sụn của chúng ta nó sẽ dần bị mỏng dần, nó sẽ bị bào mòn, nó mỏng dần và dẫn đến sẽ bị những cái tổn thương nhỏ và dần từ những cái và cơ thể chúng ta mỗi lần mà có tổn thương gì á, tổn thương gì nhỏ, bất kể gì như chúng ta bị đứt tay hoặc là bị kiến cắn, bị gì đó đều nó đều bị sưng lên. Các bạn thấy đâu, bị sưng lên thì đó là khi cơ thể đưa bạch cầu tới để nó kháng khuẩn, nó phục hồi cho chúng ta. Nhưng mà về lâu về dài cái lớp sụn nó càng càng mất mà chỉ còn lại cái chất vi gây viêm ở đó thôi thì nó sưng bự lên và nó không có đưa cái chất gây viêm và nó liên tục nó bị bào mòn và nó cứ gây viêm liên tục, nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Rồi cái thứ hai của vấn đề viêm là cái hôm trước mình có bàn qua là bệnh tự miễn. Bệnh tự miễn là do cái hệ miễn dịch của chúng ta không nhận dạng được tế bào của cơ thể. Ở đây là tế bào khớp và các cơ quan nội tạng. Nên nó dẫn đến tự nhiên nó gây viêm. Tự nhiên một ngày nó nhìn cái khớp mình, cái nó thấy ghét, nó gây viêm. Nó gây viêm xong rồi nó sưng. Rồi nó cứ nhận đây cái khớp này là cái khớp phải loại bỏ. Nó cứ viêm hoài luôn. Và nó sưng, nó làm cứng khớp. Ở đây phổ biến là bàn tay, bàn chân, cổ tay và đầu gối. Rồi. Vậy ở đây sẽ hạn chế được cái khả năng linh hoạt của cơ thể. Để khắc phục cái vấn đề này á, tập luyện là một phần, mà cái chính là ta sẽ phải dùng thuốc. Đối với bệnh viêm khớp này người ta phải dùng thuốc, giống như từ thời điểm đó cho đến cuối đời. Tại vì cái thuốc viêm khớp, tại vì nó cơ thể chúng ta nó viêm là cái cơ chế tự nhiên của nó, giờ không thể nào bắt cơ thể chúng ta không có cái hệ miễn dịch nó được, cắt đi cái hệ miễn dịch được, nên chúng ta chỉ có thể dùng thuốc kháng viêm thôi, dùng thuốc kháng viêm
Nhưng mà dùng thuốc kháng viêm nó lại có vấn đề là một số loại thuốc kháng viêm lại gây tích nước. Gây tích nước xong thì sẽ dễ gây tăng huyết áp. Đó, nó sẽ đi theo, nó lại thành một cái chuỗi. Và khi tích nước như vậy, nó sẽ tăng thêm trọng lượng cơ thể. Và từ tăng trọng lượng cơ thể, nó làm cho cơ thể càng nặng nề, càng đau hơn trong cái việc mà nó bị viêm vậy. Nên không thể nào dựa vào cái việc chỉ sử dụng thuốc kháng viêm. Kháng viêm giảm đau là một phần, mà ở đây tập luyện cho cái đối tượng này á, để cho cơ bắp của họ phát triển, để cho cơ bắp nó gánh phụ cái phần áp lực lên cái xương khớp, thì lúc này họ sẽ giảm được cơn đau, hạn chế được cơn đau hơn so với là không tập luyện. Rồi, ở đây họ sẽ tập ở cường độ thấp, cũng theo mô hình circuit training, hoặc là nhiều set, super set, hoặc là triathlon set gì đó. Dùng các loại thuốc kháng viêm nè. Corticosteroid. Corticosteroid là nhóm thuốc kháng viêm có gốc steroid. Dạng uống, dạng oral, dạng uống. Cortico này là những cái thuốc rất là phổ biến. Chắc các bạn cũng có hay nghe về corticoid, kháng viêm Trong mạnh. kem À, trong kem trộn đó, đúng rồi. Kem trộn corticoid trộn một đống vô. Vậy á, giờ nói kem trộn, hôm trước mình cũng có bàn với Hiền cái này. Nói về kem trộn đi, nhét đống corticoid vô thì nó sẽ làm cái gì? Thì nó sẽ kháng viêm đúng không? Mình bị mụn, mình bị mụn là do mình bị viêm. Do cơ thể nó đang tấn công những cái tế bào vi khuẩn này kia nọ, những chất gây hại cho da mặt, nó mới gây viêm, nó mới sưng lên cục. Rồi bây giờ thì chiều nay đi đám cưới hoặc là sáng mai phải đi đám cưới, chét miếng corticoid này lên liền, mai hết trơn. Đó, nó hiệu quả ngay lập tức tại vì nó rất mạnh. Nhưng tại vì sao? Tại vì nó là chất kháng viêm, mà viêm là cơ chế bảo vệ cơ thể, thành ra nó kháng viêm thì nó kháng đi cái cơ chế bảo vệ cơ thể đó. Nếu chúng ta lạm dụng những cái chất kháng viêm này nhiều á, về sau cái chỗ da mặt chỗ đó đó, nó không còn kháng viêm được nữa, nó không còn gây viêm được nữa luôn. Và bao nhiêu vi khuẩn, bao nhiêu bụi bẩn nó lên đó, nó muốn làm gì nó làm, nó muốn hoành hành gì nó hoành hành, không còn gây mụn mà lúc này nó lở luôn rồi, kiểu như vậy. Cái hệ miễn dịch ngay chỗ cái vùng da ngay đó nó đi luôn rồi đó. Thì người ta dùng corticoid này trong cái việc kháng viêm. Nên kháng viêm là cái việc cơ thể đang chống đối lại những cái mà có hại, nên người ta không có khuyến cáo dùng cái này nhiều đâu, mà nên kết hợp tập luyện nhiều á. Rồi, và sau thời gian có thể gây loãng xương nè, và tăng trọng lượng cơ thể. Mà cha tăng ở đây tức là tăng body, tăng nước á, tăng nước, và tăng tăng nước xong họ nặng nề, họ ít vận động và họ lại tăng cân, tăng mỡ luôn, tăng kèm nhiều thứ. Rồi có thể gây khi sử dụng thuốc kháng viêm nhiều á. À không, nếu như có tiền sử về bệnh lý về chảy máu dạ dày. Để xem. À, cần chú ý nếu như có tiền sử về bị các bệnh về dạ dày khi sử dụng thuốc kháng viêm này. Ừ, đúng rồi. Rồi, vì nó gây loãng xương do cái thuốc kháng viêm nên nó cũng sẽ gây nên cái việc nguy cơ gãy xương hoặc là nứt xương, fracture rib này nè. Fracture là tức là bị nứt xương á, nứt ở ngay cái khớp nó, cái phần trên cái đốt sống trên cái xương của mình đó, có vết nứt đó. Rồi, do đặc tính của cái bệnh lý như vậy nên tập không có nặng được, nên sẽ tập cái gì? Tập những cái liên quan đến như tập về ở đây, tập circuit training nè, tập đi bộ nè, máy elliptical, tức là cái máy mình hay gọi là máy trượt tuyết các mấy bạn, là máy elliptical. Rồi một bài thân trên hoặc là bài thân trên thân dưới xen kẽ, hoặc là một bài thân trên thân dưới xen kẽ sẽ hợp hơn, sẽ phù hợp hơn là tập luyện cường độ cao. Ok, 6 duy trì dưới 80%, 60 đến 80. Tập luyện 3 đến 5 ngày. 3 đến 5 ngày mỗi buổi khoảng 30 phút. Ok. Rồi.
Ở đây không nên tập luyện buổi sáng sớm, bởi vì sáng sớm đối với người bị khớp á, họ hay có triệu chứng là bị tê hoặc là bị cứng khớp do sau một đêm ngủ. Tại vì sao bị cứng khớp? Bởi vì các bạn nãy mình cũng hỏi là tại sao nó hay bị ở những cái chi xa, bàn tay, bàn chân đồ. Tại vì những cái nơi này á, máu nó đi, nó cái gọi là bị nó tưới máu ở những cái nơi này nó ít hơn so với phần trọng tâm cơ thể, so với nội tạng, so với cái phần thân. Nên khi chúng ta bị lạnh như vậy, chúng ta bị lạnh, chúng ta lạnh từ bàn tay, lạnh từ bàn chân, lạnh lên, lạnh về, ngược về cái phần kho. Cái phần kho là cái nơi luôn giữ nhiệt nhiều nhất, xong mới lan ra đến bàn tay, bàn chân. Thì cái việc tưới máu ở đây nó ít đi, nên dẫn đến cái chuyện là khi chúng ta nằm đi, chúng ta ngủ thì không có cung cấp đủ máu lên cái tế bào cơ rồi khớp trên chỗ này, nên khi ngủ dậy sẽ có hiện tượng tê và cứng. Nên dậy một lúc và kiểu di chuyển vận động một hồi nó mới bắt đầu hoạt động lại được đó, nên sẽ hạn nên khi tập luyện buổi sáng nó sẽ không phù hợp đối với người bị về khớp, bị viêm khớp. Rồi tập luyện kháng lực được khuyến nghị, và để xem, cải thiện được về cơ bắp, rồi cũng tập luyện kháng lực để tăng cường khả năng hỗ trợ của cơ bắp cho cơ thể. Bên cạnh đó tập luyện thăng bằng cân bằng, tập luyện thăng bằng và tập luyện sức mạnh của cơ bắp là yếu tố quan trọng để làm gì, để duy trì được khả năng giữ thăng bằng đi lại, giữ thăng bằng đi lại, để thực hiện được những cái hoạt động sống hàng ngày. Bởi vì cái bệnh lý này ảnh hưởng đến cái chất lượng sống, nên hướng người ta đến quay trở về được cái đứng lên ngồi xuống bình thường, hoặc là làm việc nó không bị đau nhức này kia là ok rồi đó, nó không ảnh hưởng xấu đến cơ thể họ là ok rồi. Giống như hôm trước cái trang page mà Swat University á, cũng có để là tập luyện không, chưa nói đến chuyện là tăng cơ, tăng sức mạnh gì hết, mà tập luyện là để chúng ta có thể tự mình sử dụng được toilet đến cuối đời, đến khi chúng ta chết. Đó, đó là nguyên cái đích đến của việc tập luyện, của cái việc ngồi tập squat, tập deadlift chẳng hạn. Đó là những cái chuyển động mà từ giờ cho đến cuối đời mình vẫn phải làm, nên mình vẫn phải tập. Rồi, ở đây train patient, tập luyện ok. Bởi vì khi bị cứng khớp thì họ sẽ bị giảm biên độ chuyển động, nên cũng sẽ kết hợp tập flexibility, những cái bài tập giãn cơ, những bài tập giãn cơ để cho cải thiện, gọi là phục hồi lại cái biên độ chuyển động, chức năng vận động của cơ thể. Những cái khớp mà bị giới hạn, giống như không thể, trước đây không thể duỗi được cái khớp thẳng được, giống như khớp gối không thể duỗi chân được thẳng, thì chúng ta cố gắng tăng biên độ dần theo, nhưng mà cũng tùy theo bệnh lý của người đó, cải thiện một phần nào đó. Ở đây standing position, đứng. Rồi ở đây đối với cái phần mà assessment đối với đối tượng này á, ngoài những cái bài assessment kia bình thường á, overhead squat chẳng hạn, thì chúng ta cần note thêm một cái nữa là biên độ họ có thể chuyển động mà không gây ra cơn đau, pain free range, tức là không có đau. Thì chúng ta chỉ nên set up những bài tập trong cái biên độ vận động của họ thôi. Sau đó khi mà cơ bắp đồ khỏe hơn rồi, họ kết hợp dùng thuốc các thứ á, nếu họ cải thiện được vấn đề sức khỏe thì có thể họ sẽ tăng được biên độ lên. Thì lúc đó mình sẽ note lại là tập được đến đâu, tập được đến đâu thì mình sẽ tăng theo dần theo cái sức của cái người tập. Rồi phần kho cũng quan trọng, bởi vì kho sẽ giữ cho cái cơ thể được cân bằng, ví dụ như bước lên lầu, bước xuống lầu rồi đó, nó sẽ phù hợp, nó sẽ giúp cơ thể cân bằng. Các bạn muốn biết cái phần kho quan trọng về cái việc giữ thăng bằng như thế nào, các bạn có thể thực hiện các bài như single leg deadlift hoặc là single leg squat chẳng hạn, một chân deadlift, một chân squat. Thì thử một bài mình sẽ không để ý đến kho, mình muốn hít thở sao cũng được, mình thư giãn kho rồi mình làm. Và một lần là mình sẽ gồng kho chắc rồi mình làm, thì chúng ta sẽ thấy được cái tầm quan trọng của cái việc kiểm soát kho trong lúc thực hiện các bài tập cân bằng.
Rồi, tiếp theo, sau cái viêm đó mọi người có thắc mắc gì không? Alo. Hello, về vấn đề viêm. Alo. Nghe mọi người. Mình còn ung thư, mình còn cho người bầu, phụ nữ mang thai, mình còn cái cuối cùng nữa, phụ nữ mang thai, à bệnh về phổi, và cuối cùng dưới này bốn cái nữa, bệnh giãn mạch chi dưới. Mấy bạn muốn đi hết tất cả nội dung trong hôm nay không, hay là chia ra buổi hôm sau nữa? Chúng ta còn 3 phút. Buổi sau được không anh? Buổi sau à? Mọi người overload không? Không thì chúng ta cứ để buổi sau cũng được, không có gấp. Còn lại 3 cái, 4 cái có thể chúng ta sẽ để qua buổi sau. Mọi người có thắc mắc gì về cái phần hôm nay không? Hôm nay mình học thêm được về huyết áp, về động mạch vành, hai cái đó tương tự nhau nên người ta để kế nhau. Tiếp theo là loãng xương và phim khớp, cũng có những cái có những cái tương tự nhau nên họ để kế. Và cái ung thư cũng vậy, ung thư cũng là một dạng viêm, viêm liên tục đó nên họ để kế nhau. Hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu về ung thư, về bệnh phổi, về cho người phụ nữ mang thai và bị giãn mạch chi dưới. Ok, nếu mà không gì thắc mắc thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Ok mọi người, Thịnh có câu hỏi gì không? Không anh, Ok. em không biết, em không biết hỏi gì. Em không biết hỏi gì. Ok. Quân có Để thắc mắc coi gì không? nếp coi lại. Ừ. Hello Duyên. Duyên hôm nay im lặng quá vậy. Không nghe được. Bệnh hả? Hôm nay Duyên bận cho nên Duyên vào sau á, cho nên À. thằng ngồi nghe mọi người nói vậy. Ok. Vậy đi, vậy thôi, hôm sau mình học tiếp. Hôm nay mình dừng ở đây ha. Chào mọi người. Bye Chào bye. mọi người. Cảm ơn Phát. Bye bye.